Vâng, Lukman L100 8 sổ sách 400W nha các bác. Mới tinh tương xe ấy, mời các bác cùng ngắm em nó rồi trải nghiệm thanh luôn bên đó luôn nha. Và cũng không phải là một cặp loa nhỉ, và đó là một cặp loa khủng tai voi đặc trưng của dòng Ribe 4425 sửa bass 30. Đặc trưng dòng loa này thì tiếng rất là lực và các bác đánh được nhiều nhiều loa nha. Nhạc đen, nhạc bóc, nhạc vàng, nhạc bolero đều trải nghiệm rất là tốt. Sở hữu là mic chép kèn tai voi ba đường tiếng nha các bác, một bát 30 rốn rất sâu. Và các bác đã yêu tiếng bát thì đây là một trong những dòng loa rất là khẳng định tên tuổi của JBL, giá là 33 triệu, còn ly là 25. Sau đây mời các bác cùng nghe. Còn đâu nữa.